Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Hennet. Hôm nay Mimi sẽ dẫn cho các bạn móc mặt trời cũng như là trái đất nè, rất là xinh xắn dễ thương luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc mặt trời và trái đất dễ thương này nha. Với hai cái mẫu này thì mình sẽ móc len mica cotton của 125g ha. Cỡ len là khoảng 2mm và được xe từ 5 sợi như thế này. Các bạn có thể là thay thế bằng len 50g cũng được, loại 4 sợi hoặc là 5 sợi hoặc là 6 sợi cũng được luôn ha. Kim móc mình sử dụng cho mặt trời sẽ là 2.5, kim móc sử dụng cho trái đất sẽ là 3.0mm. Chuẩn bị thêm như mình kéo cắt len và kim khâu len và một ít cái len màu đen hoặc là hạt mắt nhỏ để chúng ta sẽ trang trí cái phần mắt nha. Và toàn bộ những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp, bạn nào có nhu cầu móc đúng cái màu này thì có thể là liên hệ cái Zalo của mình nha. Rất là nhiều loại len sợi và nguyên phụ liệu cho cái ngành đang móc luôn. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc mặt trời trước ha. Các bạn sẽ lấy cái len màu vàng nhạt ra và chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Như vậy là chúng ta đã tạo được vòng tròn ma thuật rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và các bạn sẽ rút cái cọng này cho nó khít lại. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Đây, chân móc đầu tiên dễ dàng nhìn thấy nè các bạn. Các bạn sẽ trượt mũi vào đây nha. Kéo len qua. Tạo một mũi trượt. Kết thúc hàng móc đầu tiên, chúng ta lại móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên. Móc hai mũi móc đơn cùng một chân. 1, 2. Chân móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cho mình hết tất cả 6 chân móc ha, mỗi chân là hai mũi móc đơn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi đây và tổng số chân móc của hàng móc thứ hai sẽ là 12 mũi. Các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên kết hàng, rút chặt lại một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai này chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc này tới cuối hàng luôn ha. Một hàng như vậy chúng ta sẽ có 6 cụm, mỗi cụm bao gồm 2 chân móc. Chân đầu sẽ móc một mũi móc đơn. Chân tiếp theo sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Cứ lặp lại một mũi móc đơn rồi hai mũi móc đơn cùng một chân tới hết hàng luôn ha. Móc tới cuối hàng chúng ta có được là 18 chân móc ha. Các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, kéo lên qua thực hiện mũi trượt. Tổng số chân móc của hàng móc thứ ba sẽ là 18. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư nha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ ba chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn. Như vậy các bạn sẽ móc cho mình 6 cụm, mỗi cụm là bao gồm 3 chân móc và chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn rồi tới hai mũi móc đơn cùng một chân rồi tới một mũi móc đơn ha. Mình sẽ móc cụm thứ hai nè, một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn cùng một chân. Và một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ tư rồi. Và tổng số chân móc của chúng ta hiện tại sẽ là 24 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng nha. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ năm. Chúng ta sẽ móc vào 3 chân móc đầu tiên. Mỗi chân chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn. 1, 2, 3.
Chân móc thứ tư này chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho tới cuối hàng luôn ha. Chúng ta sẽ lặp lại 3 mũi móc đơn liên tiếp. Mũi thứ tư thì chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân nha. 1 2 3. 3 đơn rồi đó. Chân thứ tư này chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn sẽ lặp lại như thế cho mình tới cuối hàng luôn ha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ năm rồi và tổng số chân móc hiện tại của chúng ta sẽ là 30 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết thúc hàng nha. Móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt len. Móc thêm cho mình một cái mảnh tương tự như cái mảnh này nữa ha. Đây, ở đây là mình đã làm xong cái mảnh thứ hai rồi nè. Rồi các bạn sẽ xỏ len qua kim khâu len nha. Rồi, rút chặt cái mối này lại. Đâm kim xuống ở phía dưới này. Kéo nó thật chặt. Rồi như vậy là chúng ta đã đem xong cái mối này, nó rất là chắc chắn rồi, nó không có bị chạy len ha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt nha. Đâm kim, kéo len qua. Đưa cái cọng kim nè vô cái lỗ này, sau đó là các bạn rút nó lại. Như vậy là chúng ta đã khóa cái len lại rồi. Chúng ta chỉ việc là di chuyển cái phần kim khâu này qua từng chân móc để chúng ta giấu thêm. Và cái cọng này chúng ta cũng sẽ giấu luôn ha. Cũng thắt nó lại giống hệt như cái cọng này nè. Rồi chúng ta sẽ giấu xung quanh. Sau đó là chúng ta sẽ cắt len thừa. Rồi móc cho mình thêm một mảnh nữa bao gồm 5 hàng móc như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chập đôi hai cái mảnh này lại ha. Và chúng ta sẽ lấy cái len màu vàng, vàng đậm á. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc bất kỳ, đồng thời đâm kim song song vào chân móc ở phía dưới luôn nha. Và chúng ta sẽ kéo cái len màu vàng đậm này qua, móc lên một mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn ha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên á, móc cho mình một mũi móc kép, quấn len hai vòng lên kim, đâm kim vào cùng chân móc đó. Các bạn sẽ kéo len qua hai vòng lần thứ nhất, hai vòng lần thứ hai, hai vòng lần thứ ba. Chúng ta có được mũi kép đôi. Và móc thêm một mũi móc kép nữa vào trong cùng chân móc này. Và bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc kế bên này nè, một mũi móc đơn nha. Như vậy là mình đã móc được một cái cánh như thế này rồi. Các bạn sẽ sử dụng thêm một mũi trượt nữa cho mình. Móc lên một mũi móc xích và lặp lại cái cánh bên đây ha. Móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc kép. Thêm một mũi kép đôi nữa vào cùng chân móc. Móc một mũi móc kép. Rồi móc vào cái chân móc kế bên này một mũi móc đơn, trượt thêm một mũi nữa vào cái chân móc bên cạnh để móc cánh tiếp theo. Rồi móc lên một mũi móc xích nè. Các bạn sẽ cắt đi cái sợi len thừa này. Chúng ta lặp lại như thế cho tới cuối hàng luôn ha. Mình đã móc tới cái đoạn này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhồi một ít bông gòn vô. Rồi chúng ta sẽ móc cho tới hết luôn ha. Rồi nhồi thêm một tí nữa thôi. Không cần phải nhồi cho nó nhô lên quá đâu ha. Rồi như vậy là thấy xinh rồi nè. Và các bạn sẽ làm cho tới cuối hàng luôn ha. Mình đã móc tới cái cánh cuối rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện luôn ha.
Rồi các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng này, trượt mũi cho mình vào cái chân móc đầu tiên nha, rồi kéo nó lại móc lên một mũi móc xích, và chúng ta sẽ cắt len. Xinh quá luôn nè các bạn, rút nó chặt lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái này là mình kết hàng chặt á, cho nên là nó không có lộ cái phần kết hàng nhiều, nhưng mà chúng ta cũng sẽ lựa cái chỗ nào xinh xinh để chúng ta sẽ làm hai con mắt với lại cái phần má hồng nha. Các bạn cũng xỏ cái cọng len này qua kim thâu len và chúng ta sẽ di chuyển nó vào trong từng cái cánh nè, để chúng ta sẽ giấu cái phần len và cắt đi cái phần len thừa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy len màu đậm ha. Mình sẽ cắt một cái cọng len màu nâu đen này. Và mình sẽ tách sợi ha. Mình làm khoảng 3 sợi thôi. Xỏ cái cọng này qua kim khâu len. Và bây giờ chúng ta sẽ đâm kim từ ở phía dưới, ở mặt sau ha, lên cái mặt trước. Qua cái chân móc bên đây đi các bạn. Chân móc này đi. Ở hàng móc thứ hai luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim từ ở bên đây qua cái chân móc ở phía bên bên này nè. Rồi một lát nữa có gì thì mình sẽ di chuyển tiếp nha. Rồi chúng ta sẽ đâm kim lên phía trên. Rồi đâm kim ra phía sau. Và như vậy là chúng ta đã làm hai con mắt rồi nè. Và bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh cái điểm này lại nha. Rồi các bạn sẽ di chuyển cái cọng len màu nâu này đi xung quanh. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Đưa cái cọng len màu nâu này vô phía trong luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu hồng. Chúng ta cũng sẽ tách, tách sợi luôn ha. Chúng ta sẽ làm 3 sợi. Rồi các bạn cũng sẽ đâm kim ở phía dưới con mắt nha. Kéo cái phần len. Sau đó là đưa nó cùng hàng nè. Rồi đưa cái cọng len này qua phía bên này luôn. Rồi đưa nó qua phía bên này. Bên đây nè các bạn sẽ đưa qua một xíu nữa đi. Hoặc là chúng ta có thể là lấy cái phần má hồng nha. Rồi mình đã làm xong cái phần má hồng rồi nè.
bạn có thể là tô điểm thêm cái phần má hồng nữa cũng được nữa. Và bây giờ sẽ lấy lem màu xanh ra để mà mình hướng dẫn cho các bạn móc cái phần trái đất nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy kim 3 mm để chúng ta tạo trái đất ha. Các bạn sẽ lấy cái màu xanh dương và chúng ta sẽ tạo vòng tròn, đưa kim móc vào, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 7 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và các bạn sẽ kéo cho nó khít lại và chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Bốn chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. 1, 2, 3, 4. Rồi, các bạn kéo cho nó khít lại luôn nha. Ở chân móc thứ 5 này các bạn, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn màu xanh dương và một mũi móc đơn màu xanh lá cây ha. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ 5, kéo len. Chúng ta sẽ giữ nguyên như thế này và chúng ta sẽ đổi len thành len màu xanh lá cây. Các bạn sẽ kéo len qua, hoàn thiện mũi móc đơn đầu tiên. Sau đó là nẹp cái cọng len, hai cái cọng len màu xanh này nè. Đâm kim vào chân móc đó nữa, các bạn sẽ tạo mũi móc đơn thứ hai. Và bây giờ sẽ để cái len màu xanh lá cây xuống, lấy len màu xanh dương lên, kéo len qua. Rồi như vậy là mình đã móc được mũi xanh lá cây đầu tiên. Rồi kéo hai này lại nè các bạn. Và chúng ta cũng sẽ nẹp luôn ha, hai chân móc cuối cùng nè. Mỗi chân thì chúng ta sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi mình đã móc tới chân cuối nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Trượt mũi vào. Kết thúc hàng móc thứ hai có được là 14 chân móc. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba nha. Các bạn sẽ móc cái cụm như sau. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai chúng ta sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Nẹp cái len màu xanh luôn nha. Đây, một đơn rồi tới 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cho mình tổng cộng là 4 lần nha. Đây là được một lần rồi đó. Tới một mũi móc đơn, rồi tới 2 mũi móc đơn cùng một chân nè. Rồi tới một đơn. Và 2 mũi móc đơn cùng một chân. Được 3 cụm rồi đó. Giờ mình sẽ móc thêm một cụm nữa nha. Mình đã móc xong cái cụm thứ tư rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào hai chân móc kế tiếp nha. Chân kế bên này chúng ta sẽ kéo cái len màu xanh này qua. Sau đó là chúng ta sẽ thực hiện cái phần kéo len qua là màu xanh lá cây nha. Các bạn sẽ nẹp cái màu xanh này vô nè. Rồi, cái chân móc kế bên đó, các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn màu xanh lá cây. Mũi móc đơn màu xanh lá cây thứ hai, các bạn sẽ chuyển sang màu xanh dương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc thêm 2 cụm. Mỗi cụm bao gồm 2 chân móc. Chân đầu sẽ là một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi còn 2 chân móc cuối nè. Một đơn
ngờ tới hai mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Kết thúc hàng móc thứ ba thì chúng ta có được là 21 chân móc. Rồi mấy cái màu xanh mà nó lỡ lỡ ấy nè, lát nữa chúng ta sẽ canh chỉnh sau ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Các bạn sẽ móc vào 8 chân móc đầu tiên, mỗi chân chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 Cái chân thứ 8 á thì chúng ta sẽ không có chốt bằng len màu xanh dương mà chúng ta sẽ lấy cái len màu xanh lá và các bạn sẽ kéo len qua. Cái chân thứ 9 này chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn màu xanh lá nha. Và cũng không có chốt mũi nữa và các bạn sẽ lấy cái len màu xanh dương này chúng ta sẽ kéo qua. Và ba chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha. Ở cái chân thứ ba này nè, quên nữa, chúng ta sẽ chuyển màu nha. Các bạn sẽ kéo cái len màu xanh lá qua cái chân thứ ba này nè. Và bây giờ chúng ta sẽ móc vào 4 cái chân móc tiếp theo, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn màu xanh. 1 2 3 Rồi cái chân mũi thứ tư bên đây chúng ta sẽ kéo len qua và để cái len màu xanh này lên. Màu xanh dương kéo qua nha. Rồi còn 5 chân móc cuối cùng nè, chúng ta sẽ móc mỗi chân là 5 mũi, mỗi chân là một mũi móc đơn màu xanh dương nha. 1 2 3 4 cái chỗ mũi thứ 5 á, chúng ta sẽ chuyển màu nha. Rồi các bạn sẽ lấy cái len màu xanh lá kéo qua. Vậy là kết thúc hàng móc thứ tư, tức là cũng còn là 21 chân móc như bình thường nha. Các bạn sẽ chuột mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này. Kéo len qua. Và bây giờ móc lên một mũi móc xích. Hai chân móc đầu tiên này chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 Chân thứ hai chúng ta sẽ kéo len màu xanh qua và các bạn sẽ chuyển màu. 5 chân móc tiếp theo mỗi chân là một mũi móc đơn màu xanh dương. 1 2 3 4 Chân thứ 5 này chúng ta sẽ kéo len qua và chúng ta sẽ chuyển qua màu xanh lá. Màu xanh lá này chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn ha. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Các bạn sẽ chuyển màu. Ba chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi móc đơn màu xanh dương. 1 2 3 Mũi thứ ba này chúng ta sẽ kéo len màu xanh lá qua. Rồi chúng ta sẽ móc 3 mũi móc đơn xanh lá và 3 chân móc kế tiếp. 1 2 3 Chỗ này thì chúng ta lại bắt đầu chuyển màu xanh dương. Móc một mũi xanh dương.
và chân móc kế bên. Chúng ta sẽ đổi qua xanh lá. Móc 2 mũi xanh lá. 1 2. Mũi thứ 2 chúng ta sẽ đổi qua xanh dương. Ba chân còn lại chúng ta sẽ móc. Mỗi chân là 3 mũi móc đơn, ở mỗi chân là 1 mũi móc đơn xanh dương nha. 1 2 3. Ở đây chúng ta sẽ chuyển màu, đổi qua xanh lá và kết hàng. Chụp mũi vào chân móc đầu tiên này, kết hàng nè. Rồi như vậy là chúng ta vẫn còn là 21 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Đâm kim vào hai chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ hai chúng ta sẽ chuyển màu. Và bây giờ 5 chân tiếp theo chúng ta sẽ móc, mỗi chân là một mũi móc đơn xanh dương nha. 1 2 3 4. Mũi thứ 5 này chúng ta sẽ chuyển màu. Chuyển qua xanh lá. Và chúng ta sẽ móc 4 mũi xanh lá. 1 2 3. Mũi thứ tư chúng ta sẽ chuyển màu. Sáu chân móc tiếp theo, mỗi chân chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn xanh dương. 1 2 3. Bốn, năm. Chân thứ sáu chúng ta sẽ bắt đầu chuyển màu. Hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi móc đơn xanh lá. Một, hai. À, chỗ chân thứ hai này chúng ta sẽ chuyển qua xanh dương. Hai chân cuối cùng và sẽ móc xanh dương. 1 2. Vậy là chúng ta đã kết thúc hàng móc thứ 6 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi bằng đan xanh dương. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 7. Bốn chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 4. Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển màu xanh lá. Hai chân tiếp theo chúng ta sẽ móc, mỗi chân là một màu xanh lá. 1 2. Chúng ta sẽ chuyển màu xanh dương. Móc một mũi xanh dương ở chân móc kế bên. Chúng ta bắt đầu chuyển màu xanh lá. Móc 4 mũi xanh lá. 1 2 3 4. Chuyển màu xanh dương. 5 chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi móc đơn xanh dương. 2 3 4 5. Chuyển màu xanh lá. 5 chân còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn xanh lá. 2 3 4 5. Chúng ta sẽ trượt mũi bằng len xanh lá. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 8. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai và chân móc thứ ba chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ ba hai,
đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ ba. Các bạn kéo len màu xanh qua, kéo len qua hai vòng len này, chúng ta có được một mũi giảm nè. Vậy là chúng ta sẽ móc một mũi đơn, một mũi giảm. Rồi, chân bên đây, một mũi đơn, một mũi giảm màu xanh lá nữa. Một mũi đơn, một mũi giảm nè. Kéo len qua hai cái vòng này. Rồi chúng ta sẽ chuyển màu xanh dương. Móc một mũi móc đơn xanh dương vào chân kế bên. Kéo len qua. Và chúng ta sẽ chuyển màu xanh lá. Tiếp tục móc một mũi giảm xanh lá. Đâm kim vào nửa cái nhánh của chân, hai chân kế bên đó. Kéo len qua. Chốt mũi giảm lại. Móc vào chân móc kế tiếp này một mũi móc đơn và chúng ta chuyển màu xanh dương. Tiếp tục chúng ta lại móc một mũi giảm xanh dương. Móc một mũi đơn xanh dương vào chân kế bên. Đổi màu xanh lá. Móc mũi một mũi giảm xanh lá. Rồi các bạn sẽ chốt bằng xanh lá luôn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ còn lại là 6 chân móc. Và chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn sẽ móc vào chân bên cạnh một mũi móc đơn. Một mũi giảm. Tiếp tục một mũi móc đơn. Một mũi giảm. Chốt mũi bằng len xanh lá. Chốt mũi kết hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 9. Rồi các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ là mũi giảm hết ha. Chúng ta sẽ móc là 4 lần mũi giảm màu xanh lá và 3 lần mũi giảm màu xanh dương nha. Rồi, chúng ta sẽ móc liên tục 4 lần mũi giảm xanh lá. 1 2 3 4. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành màu xanh dương. Chúng ta sẽ lặp lại 3 lần mũi giảm. 1 2 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chốt mũi bằng một mũi trượt ha. Móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len. Cắt len màu xanh luôn. Các bạn sẽ lấy cái phần bông gòn á, chúng ta sẽ nhồi vô bên trong cho nó tròn đều luôn nha. Các bạn sẽ nhồi chặt nó luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu nâu ra để chúng ta tạo hai con mắt của bé trái đất này ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vô. Đồng thời đâm kim qua phía bên này luôn. Bốn chân ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua phía bên này.
À, như vậy là chúng ta đã tạo xong rồi nè. Rồi chúng ta cắt len nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu xanh lá ra. Chúng ta sẽ tạo một dãy móc xích. Các bạn sẽ chừa ra cho mình một cái đoạn len. Tạo cho mình một dãy móc xích trước nha. 1, 2, 3, 4. Mình đã móc được 33 mũi móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vô cái ở chính giữa cái vầng trán này ha, của cái phần mặt trời á, để chúng ta sẽ tạo một mũi trượt. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Rút chặt nó lại. Rồi cái phần bên này nè, chúng ta sẽ xỏ qua kim khâu len. Rồi các bạn sẽ đâm kim vô cái phần chính giữa nha, cho nó xuống dưới này nè. Sau đó là các bạn sẽ để cái này lên, cho nó lên cái phần màu xanh luôn á các bạn. Rồi tạo cho mình một cái nút thắt nha. Rồi đâm kim xuống cái phần này. Rồi đâm kim trở ngược lên, qua bên phía bên này luôn. Rồi, xong rồi đó. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần thừa này. Giấu cho mình cái phần màu xanh này đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ đưa nó vô phía trong. Đưa nó xuống luôn. Rồi đem kim xuống. Đưa nó đi vòng vòng. Xong rồi chúng ta sẽ cắt bỏ luôn nha. Rồi đưa nó qua chỗ màu xanh nè. Rồi các bạn sẽ cắt len. Sau đó là xỏ len màu xanh dương này qua. Các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc thứ hai á, nửa cái nhánh nè, kéo lên, chân kế tiếp kéo lên, rồi xung quanh luôn ha. Rồi các bạn sẽ kéo rút nó lại. Rồi như vậy là nó rất là chắc chắn rồi. Các bạn cũng sẽ chốt mũi nó lại luôn nha. Này chốt bên đây đi. Rồi tạo cho mình một cái nút thắt. Đâm kim. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua. Rồi đâm kim trở ngược qua. Các bạn sẽ cắt len. Giấu cho mình cái cọng len màu xanh này luôn nha. Và bây giờ mình sẽ chặt đôi hai cái cọng len này lại ha, và chúng ta sẽ luồn qua. Các bạn sẽ luồn mặt trời trước, sau đó là luồn thêm trái đất. Rồi chúng ta sẽ kéo cái len này. Tinh tinh dễ cưng quá. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu trái đất với lại mặt trời này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.